tiếp ạ. Bắt đầu. Thảo nó về cây cú quá, đêm vẫn chiến à? Cái gì? Cái gì? À, Linh. Thảo, đêm qua 12 giờ đấy á. Anh chơi một trang. Đấy, bấm vào đây này. Đây, ông chơi, này. Chơi có 2-3 ván rồi anh. Ngày thôi. Đi làm 8 tiếng chơi chưa đủ. Không, chơi ở nhà em còn chơi danh. Lên trên nhóm chơi chơi đủ. Danh gì rồi? Danh Bạch Kim 1. Mấy cái like máy hai bên này mấy tiếng hả anh? Có 2 tiếng lẽ tất ạ. Ừ, cứ đi cùng theo em. 2 tiếng được, gần 2 tiếng được, hơn 2 tiếng được. Chúng mình ngoài ra còn hôm qua nó trong bụi anh kia đấy hai đứa hai con. Cái kênh đấy lúc nãy phát đi ra bên kia thì bây giờ phát đến chẳng ai ngồi. Nó có cái gì ấy? Dạ. Cái gì? Thank you.
Còn lên bánh rồng tớ nhá, thả bình tĩnh nhá, đánh rồng xuống ra đánh rồng. Ở lu 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 đi. Đánh cùng rồi, đánh dòng cùng rồi. Đứa nào gọi được lâu không? Về đi anh.
thêm một tí máu rồi, chết luôn. Chúng mình đi nước đi. Chúng ta học rồi. Về. Em tin tưởng vào Liên, vứt Liên xuống. Thế giờ chúng nó đánh rong rồi, cấp. Có con nào? Chết rồi. Cái nó vào trụ đánh kìa. Có rồng kìa. Tập cướp. Con rồng kìa. Thank you.
Một cước à? Đâu thấy được. Chịu rồi. Em mang một trái cho mang thành. Không hóa ra đi ra đây này không chơi mình đi chơi mày nó biết thế mà đi chơi đi mi về đây đi xong rồi đi đi xong đi 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 đ
ăn một tí. Mua hoàn mã thì mặt đánh mua mắt này. Đúng nhỉ? Không. Đúng chưa rồi. Tôi lại không đi lại từ đầu. Chưa có chiều mà nó đây. Bóc thẳng vào trụ luôn. Xin chiều nó vẫn ô thảo luôn 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 gấp anh vẫn thẳng ngồi trong luôn. Ngồi lại đi. Rồi rồi. Hả? Mày học tiếng chữ tây. Cái con này đây. Có bóng rổ á. Sao nhìn tập cái... chắc ổn là thật. Con biết là ai đi đâu. Dưới có hai trắng rồi, trắng rồi kia không sợ nó mà không cho nó đi cướp rừng. Ở đâu rồi? Nó là con nào? Con vừa nãy à? Chưa con.
đang đang ở đường rồng đúng không? Nó không nhỉ? À ừ, nó nhiều bãi. Tí đó, nó chửi mình ngu nhỉ? Mình hỗ trợ máu rồi. Không, tí nữa mình đấm ra chiều lại chửi. Ây da, ngu vậy. Ôi, cái gì nhỉ? Chúng bụi rồi, vẫn ra đây. Ừ. Anh cũng siêu vãi. Ôi thế rồi, em rồi em nhìn con này phế lắm. Em cũng chơi nhìn nó phế. Vớ nhầm tí hút. Mình chơi đây. Khó nhỉ. Đúng rồi. Cứ dùng nó. Nhớ đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Không đánh được. Ra đây em hồn máu cho. Ô, để mẹ xuống khỏi đầu. Để mẹ xuống khỏi đầu ông ý luôn. Đầu hàng em. Hôm anh à, à, à. Oh. À, anh ơi cứu em. Thảo ơi. Đâu rồi? Đi đi, nó hết tốc biến rồi. Anh đang cân hết. Cấp rừng, cấp rừng, cấp rừng. Cấp rừng. Ô, chết mẹ rồi, nhảy khỏi người ông ý rồi. Ô. Đợi, quên. Ấn nhầm. Rồi, nó. Ô, chết rồi. Ô, chẳng lại di chuyển được. Ô, cứu em, hãy nói.
đây. Ô, chữ Vân Hồi à? Hả? Do chúng có hành lý. Hả? À, ok không hả? Nhớ thêm đánh trụ luôn. Sao nhớ thêm đánh trụ luôn? Anh ngồi đâu? Quay kiện rồi. Nhớ thêm đánh trụ. Đúng không? Người chơi giỏi hái sĩ thật. Người chơi giỏi hái sĩ thật. Anh muốn đi, 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 anh
Có, nó đang tính lúc bụi. Quên chạy rồi. Quên cứ giật giật giật. Quên. Ôi nó đợi lính nó lên. Vui quá à. Ui. 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 Này về đi. Vui quá à. Ôi mất trộn nha. Ủa. 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 Tính để cái tay. Đau thế. Để em mua phụ trợ. Mua. Ủa. Về 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 đi anh. Về đi. Không ăn được đâu. Đây giờ mới được về. Lên đi. Không mua trợ nó. Mẹ ừ. Con này cũng mới chiều. Lên hỗ trợ nó. Mẹ thế. Ô, có tí máu rồi. Mẹ, nó biến về. Mẹ thế mày biến về. Không, mẹ biến về. Ô, thằng kia nó không được. Mạng đổi mạng rồi. Chết rồi. Cái kia nó lại dính theo. Ô, thôi xong rồi. Chúng nó rồi. Con này được không? Ủa đâu? Con này đây. 1-4. Thôi em không tìm nữa đâu. Cho tao không dám lên đầu vậy.
đứa nào lên, đứa nào. Ôi, bên nó, bên đó nhầm, quên. Bên nó. Mày đừng có ra, nó thịt mày đấy. Chết, nó bị bụi à? Bên trái à? Thôi, đây. Đây này, đây này. Ui, hai con, hai con. Quanh nó, quanh nó, lên, 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 lên. Ôi, thịt, 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 thịt. Không thể chọn luôn. Sắp vào đây rồi, sắp vào đây rồi. Vào đâu? Vào bên mình á. Ba đứa. Này, lên 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 lên. Lên, có lấy. Cái trụ là nó phải chụp chính này, nó chỉ đi được 90 độ thôi. Góc xoay góc khác đây này. Đây này. Không lùi được. Không lùi được. Ừ, ý là nó không đi được chéo chéo ấy. À. Ơ dí hạ dí một bên đây, dí hai cái nút này này. Nhá. Đi. Đi được rồi. Đấy, dí hai nút cùng một lúc nhưng mà nhá, thì nhá. Dí sang bên này thì nó là sang bên này. À. Còn đây nhá, đi đây nhá. Đi. Đi đây nhá. Nó thẳng 90 độ luôn. Thảo nhớ, nó xong vào lít. Thảo gì? Lúc ấy ra thì đứng giống như à, một bay đó. Cứ có tay thì có thể sắp sợ hơi chết. Mày không giống từ từ. Ôi vẫn là ba con, ba con. Mẹ mày còn máu rồi. Chạy chạy. Ô thôi. Trong bụi, trong bụi. Đây này. Chết mẹ, thịt mà tiếc. Ai? Trang. À. Mình biết trong của cái gì không? Có bên này không? Thế nó chỉ đi được vuông vuông này thôi là cái. Kéo gì ấy à. Mẹ mày, vào đây là biến có lê rồi chứ. Lên 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 lên. Miến có lê buồn nhé. Đây đây. Đây này.
Thôi chết rồi, lỡ dùng chiêu rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Lỡ dùng chiêu kia rồi. Lỡ dùng chiêu rồi. Thôi chết 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 chết. Ba không? Có con kia đứng yên à? Thôi để em bật chữa ba nào. Chữa ba. Chữa ba đâu? Ô, giết đó. Đủ má. Cút kìa, đấy đầu đi đi Anna, đấy đầu đi đi Anna. Chết, chết, chết. Ô, tức thật đấy. Con Liên đi Anna đéo cho nhảy. Đéo, nó kiểu nó đéo tới. Thật đấy. Chăm da thôi. À, view. Anh yêu em là ai? Có cái đi không này sao? Ốc, anh gạn cho nó vào. Không gạn nó vào rồi. Ôi. Đừng để em chết. Em tin được nó không? Đây là... Đây là Eno. Eno cũng được. Này em ơi. Ôi. Ôi. Bình tĩnh. Hết mẹ máu rồi. Mẹ may thế. Nấm nấm ba số đánh ngày đấy tim không có tim mày thì mày chui trong bụi mày chết thì tao chết rồi. Hình như quay đi cho tim 1 đấy. Mày lấy cái này đi. Tim 1 á? Ờ. Là tim... Tim của thằng chung. Vui vãi. Mày xem cái đoạn này đi. Trước màn hình mày thấy có phải có cái đoạn mà quay cái sờ quay. Nhìn cái màn hình mày tính to của nó. Mày tính to kia. Tôi cho mày hết vui. Thấy không? Đúng không? Hai. Ở đâu vậy? Chẳng hợp hợp. Biến về. Ở cái đấy thì chiếm chiếm đấy. Không chưa không. Nó tự vào nó biết mình chuông đấy rồi. Xí. Mẹ mẹ xí. Chạy. Mình video từ đàng hoa nhỉ. Đây. Mẹ mày. Chuông ý à. Không, có giải 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 có giải không? Có. Lên 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 con tí máu. Lên con tí máu nha. Lê chết. Lê chết. Chết. Chết mẹ mày. Chết mẹ mày. Mẹ mày này. Này vui lắm đã. Vui. Mẹ vui.
xem cái này. Xem giơ tay ra xem trắng kém chỗ luôn này. Cái gì đó? Nó
chết rồi. Có thể hiện được hàng không nhỉ? Hả? Có thể hiện được. Ý là nó phải hiện là đội, gọi là đội bên kia đầu hàng chứ. Làm gì hiện được tốc biến mà cũng không hiện đâu. Đâm hỏng là chú ạ. Cần hỗ trợ mày đâu? Có lẽ đi rừng à? Chết mẹ mẹ. Con mấy em mới đã bị thắt à? Con này, con này gấu hay sao? Con gian à?
Ra là con nào con này là con gì? Giang. Kia trong bụi rồi. Đây. Ủa, cái tiếng đấy là chứ thì tiêu đề là ghi theo thứ tự như nào thì là gì đó cái tiêu đề để ghi ở đấy là ở trên cái nem ấy, cái nào làm ở trên phòng làm việc à, nó đổi tên video không rồi là để theo thứ tự nào chị, tên kênh để xong rồi đặt xong rồi chị chết đấy. Tại không thì xóa hết rồi, không xóa ở đây rồi. Em về tên máy thôi. Cái tên máy. Ừ. Xong rồi livestream xong rồi. Em kết với chị xem nào. Ờ, một tên máy xong rồi livestream xong rồi đến đây này. Xong cái hàng ngoài cùng là tên của em.
lấy những cái nào ấy thì em sẽ ghi tên là có quyền rồi mà không được ha. Chị ơi, nó bị ao, nó phải vào ấy, cái kiểu gì nhỉ? Kiểu em vào YouTube nhưng mà nó chưa say in ấy. Ok rồi. Máy này đăng nhập sẵn cho em nhé. Đồ tiếp bản thân. Người này khỏe này dịu dàng đi không? Rõ hả? Hả? Rõ hả? Giết này. Em phải mắng cho anh. Mà lớp của nhà chân thật rồi nước đặt một tám hai hai năm hai ạ.
Ôi chàng. Đây nó sập. Vai, Chết rồi. Chết vậy. Để đánh sau rồi mà.
mất hết điều đó. Mai có mà lúc lên gì à? Vai ở chết rồi. Anh ta sống rồi. Kiên. Đây. Vai. Kiên thế nhỉ? Ô, nó thế nào? Con theo nát kia. Chết rồi. Nghỉ đi đã. Thank you.
thì họ ước vô 10 thằng chú là người chúc danh của hết ra theo mình 10 á? Vâng 10 lên mà nào. Em bị bọ mèo đốt cái nốt này không phải là cái nốt này. Mới nhưng mà lần này mới không yêu, lần này mới không khai, mọi lần thấy không thấy không khai. Ô, là không khai vãi ra. Mọi lần mà. Hả? Mọi lần mà. Ừ. Yêu thằng Quân thì mình không khai, yêu ít rồi. Mà cảm giác yêu lần này thấy yêu nhiều quá. Yêu đúng lắm. Yêu nhiều quá. Cảm giác của public nhiều ấy. Nói đến nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế anh nhìn vào là biết anh nghĩ gì rồi. Càng nói càng làm nó cấn cấn thêm thôi. À, không nói còn yên hơn đấy mày. Chả hiểu sao nói vậy luôn. Anh ghen á, hay mày. Đi tôi chiều hỏi xem hôm qua đi đi uống bia xem có nói chuyện được gì không. Mấy hôm trước nó thì nó buồn buồn đi. Thế sao nó nhắn tin ra mà nó bảo là tôi này xong rồi đấy. Tôi thấy bạn hay hỏi tôi nhất nên tôi chỉ nói với bạn thôi, bạn đừng nói với ai nhé. Buồn với anh chị, buồn với bản thân. Thúy cũng vẫn về là ban giám khảo rồi. Hả? Hà Linh đến về chưa thôi. Hà Linh không làm giám khảo. Nhưng mà ta thấy Hà Linh làm đúng kiểu sao nhỉ? Nói chung chị nghĩ trước nghĩ sau. Truyền thông ấy với cả với thằng mấy ông bên văn phòng ấy làm mất hình ảnh áo xanh á, chẳng sao. Hút thuốc lá rồi là hút thuốc lào vì phò sướng. Như hôm trước khi mình mới đi quay được cái anh ở bên văn phòng ấy hút thuốc lào màu xanh, thì xong hôm qua tao cũng nhìn thấy ở cổng trường đó, ngồi ngay quán cổng trường luôn, cái quán photo ấy, ông với anh ngồi đấy luôn nhá, kìa. Anh Thu cứ bảo với mấy đứa ấy là bọn chị cũng thi mà, chị cũng tranh giải mà. Sao chúng nó cứ chị ơi có thật không hay như kia. Sao chị khăn thu bẩn thế. Mày ơi đùa nói một lần thôi, biết đùa là mình hiểu đúng không? Bởi vì trước mình thì chị hội chị mèo có thứ cũng thế. Nhưng mà đùa thì bọn này bọn mới nó tin thật đi, nó hỏi loạn lên. Điệt.
xong lại thương. Thế em không 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 cho mình tranh cãi bạn ạ. Xong qua à, hội 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 đấy bây giờ có thêm Mai Anh, em Mai Anh nữa. Mai nghe được bổ sung. Hôm qua chờ đi xem bóng mà cứ gọi điện cho Khang Thu suốt. Nhưng mà tê. Quan nhưng mà tê thì gọi điện cho đồng hồ của mày. Ai biết được. Thế gọi điện cho chứ ai biết được. Hỏi chứ. Chắc đồng hồ nhiều chuẩn bị được bổ sung rồi. Cái thằng hiệu ở bên sinh viên bài đặt hôm qua chúng ta chơi Liên Quân đủ mà ngáo không biết tôi bị sao chịu dừng. Hôm nay team tôi tổ chức giáo nội bộ nhưng mà mưa sao ạ. Thế sao nó bảo là nhưng mà các khóa thị về đông lắm sao ạ. Ừ đông là vui rồi. Thế sao thế sao chơi Liên Quân không bạn sao ạ. Vãi tao ngán lắm rồi, ngày nào đi làm tao cũng chơi. Hôm qua bên sinh viên cũng có một cựu người. Cựu đấy là cựu ca 24. Ừ. Thế thì mà bên mình chả anh Phong, Khang, anh Tiến. Không có thế là cựu đâu. Cựu đấy là cựu Khánh Linh nè. Đối phó nhé. Ai chịu luôn đấy. Hay hiểu sao. Đằng sau thì nói nhau như gì. Gặp nhau là chuẩn thân thiết. Đấy nữa. Thế xong lúc đầu tao hỏi là bên đó có nhiều người về không ấy. Nó không biết đâu mày. Thằng hiểu nó không biết đâu. Nó bảo là đội trưởng người riêng nên tôi không biết được. Mày không chết hay sao nhỉ? Gì mà còn bắn mệt mỏi vai ra vẫn không chết được sao ta? Sao càng đánh càng nó càng lên máu ấy. Kiệt vậy. Chiều nghỉ không? Chiều mày nghỉ á? Không, tao xin nghỉ. Nghỉ nữa.
Môn đấy cũng có gì đâu. Mệt quá. Cả môn đấy kiểm tra đấy. Cái môn mà cô dễ dễ. Hay đi. Hay là chiều vẫn đi học. Xong ra chơi dậy thì ra tập. Mày ơi, ra tim mày còn được khoảng 70-80% rồi. Tim đau á. Mãi 70-80% rồi nữa. Chưa cái gì và cái gì ấy. Nhưng mà tim mày đi đủ. Đủ nó có đủ nó. Đông vãi ra còn gì. Ôi xin lỗi, tôi rất vui đồ như AFK. Mua đồ AFK. Đôi ai đấy? Đôi kia à? Kéo đá đi. Ăn ngô cái gì thế? Rồi hỏi sẽ. Này cô lại đi, cô lại dữ dị chà. Ôi gì mà càng đánh càng sống vậy. Ủa, kiệt vậy. Chịu kiệt vậy. Ui vai lấy phát trên luôn chịu. Thế là có bút tư lai nào đi ấy hả? Nhưng có bút tư sao lai nào đi được? Mà có AFK đâu. Thank you.
Không ai đi uống bia hết rồi 200.000 người. Mấy buổi chiều? Có chứ. Vài. Sao buổi chiều? Kiệt vậy. Có trên tháng mấy? Thò ra. Thế thôi. Kiểu có cái vậy. Anh nghĩ cái đó kiểu là để anh kiểu nhắc nhiều về vấn đề người các thứ ấy. Kiểu có cái cuộc thi đấu với cả cái nhưng một tên các thứ ấy. Anh nghĩ là kể cả với các bọn mình chơi cùng cũng không sao bởi vì các thứ ấy mà để đến đến lúc mà người ta dọn người ta thi là thi tám người nữa là cứ thi nhau ra rồi cái lúc ấy thì hết rượu rồi muốn gì nữa cả. Sao nhỉ, kiểu ta thấy vấn đề mười hành tung anh có vẻ đặt nặng quá nhỉ. Nhưng mà ý là kiểu tình cảm nó thế luôn, kiểu chúng nó cũng một cái đấy kiểu này. Như hôm nọ tao có người đâu, hôm nọ đi cai lắm ấy, tao ngồi yên chỗ anh hơn luôn. Đánh sang thì dập ấy. Đấy, về đấy, tao sao có về đâu. Cái cây nữa. Tao có về, tao có sao đâu. Sợ chuyện. Làm họ bạn em xin tới muộn 30 phút lại nhé, em đang có chút việc. Nhưng mà nhớ đến sớm nha. Ừ, đúng. 1:30 ai đi muộn thì tôi sẽ tính phạt nhé. Còn mấy này nữa. Còn một máy này nữa.
sao rồi? Hơi thì sao? Mày bên này nhé. Xong mày bên 16 à? Bên. Xong rồi thì vẫn bật kênh yêu lên lại lại cho nó kia điện lại. À, ừ. Kênh mới. Kênh cũ thế mình đổ lên. Tôi đi đâu cậu? Chị biết phải nói gì cho anh là làm. Thôi em là cũng là tao đi tiếp. Xong rồi anh về thôi, anh về đi, em đi đâu kìa. Em đi đâu đấy. Thì em lấy sau các thứ. Ồ, hình như là hôm qua anh cũng đi với cái thảo mặt chứ sao. Ờ, lại đi thảo mặt chứ. Nhưng mà chị là không yêu thì mình phải thế. Mọi người trong nhóm cũng vậy. Hả? Nhưng Thảo không thích mà. Ừ, Thảo không thích mà. Có phải nhà không? Ai kỳ thế ta nhỉ? Tao. Nhà kỳ tao tao. Ai, nhìn. Tính để ý, con trai tính để ý, khó thật. Mấy kiểu bọn thằng đáng bên hàng các thứ mà không mời ấy gì đâu. Tức là chỉ có ai chơi cùng thì nó kiểu nó cũng mời kiểu nó cũng không có những thứ đấy. Và lại có mời ai đâu. Rồi nhưng mà tê các thứ rồi anh cũng nói hắn đi đấy cái thứ ra còn đấy sau anh cũng nói ý là rồi đấy mọi chuyện cùng nó sẽ không đấy thì anh nhắc lần hai thì lần ba cũng nhắc mình nhắc cái cứ đi bài thì cứ kiểu đấy trước khi mình nhắn tin cũng là để ra đi với nhau mà kiểu kiểu đến đấy xong tự nhiên chẳng biết đứa nào bọn như thế thì nó hơi đi. Mai ta đi về đường đây là bài đi đường đi thì nói chuyện tao chắc tao không còn gì nữa. Nói là nhà thì cũng nhận được như thế. Thằng Trương cũng bảo là hôm qua lúc ấy ra này tao còn chưa kịp chào với anh Trương nên cũng bị cái thằng này. Thằng Trương cũng bảo là cũng nó cũng ngại nhiều lúc nó còn muốn của mình tránh mặt thôi tại vì kiểu chưa tắt này. Đây vẫn đang làm gió này. Nó thì nó tự nghỉ mặt. Rất ngại quá. Vẫn những cái khu sự này. Bây giờ gọi nghỉ mặt thì thử thách gì là còn sao còn chưa tham gia. Ừ,
Thế nên ta là năng ly. Thế hôm xin đi đá người ta năng lại. Ai để trước anh chỉ bảo là kiểu muốn cho Nga lên ấy để gọi là có một suy nghĩ nó khác đi. Yeah. Ừ, tức là kiểu Nga nó ở khác nơi, nó chưa không chưa với kiểu cùng hội ấy. Ừ, thì để cho suy nghĩ khác đi. Không xong cơ bây giờ thì tất cả vào mẹ một nhà. Kiểu chắc không ngờ đến mức đấy đâu. Em thì rất là khó quay chị được tìm tới. Đúng là gọi là cái gì nhỉ? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ý là kiểu, ý là mình chơi với nhau tất cả như thế. Kiểu mình sợ không nói được nhau. Ê, kiểu cái định theo nhau. Cũng như là chưa mấy lúc nữa. Chơi với nhau đây. Chúng em không xuống nữa. Ai? Chúng em không xuống nữa. Một phần là Bích Phương nó ấy quá, nó không gắt Thành Trung ấy. Thành Trung thì cũng được đà mà nhờ mà trêu. Cái này nhờ trêu rồi. Bích Phương nói nhưng mà không biết nói. Tại Thành Trung nhờ mà ai là nhưng mà cái chuyện. Nhưng mà cái nói gì có đúng không? Cái gì? Ý là cái câu chuyện nói chung, cái ý là chung nói với Phương có đúng không? Ý gì? Thì nó là nói với Phương, nói về những cái đấy, là cái đúng không? Là nói chung. Có cái đúng có cái không đúng. Thì đúng rồi, thì nói chung nó cũng nói xong. Nói xin lỗi. Xin lỗi. Nói nặng lời quá còn. Thế biết không mà chỉ nói lại rồi thì có phải là cũng chịu đâu. Ai tính với Phương thì chịu ai mà. Đúng, nhưng mà cái câu từ ấy nó nói ấy, thì nó không ấy lắm. Bệ Vĩ Phương đấy chắc đang đi đường hay sao ấy. Chứ mình đi đường đâu mà. Bảo là ai đang đi đường cũng không yên. Đang đi đường em dừng mẹ lại xỉ nhau luôn à. Trang ơi, Liên giống Trang. Hả? Liên giống không? Giống chị. Trang rồi. Kiệt. Gọi đường dưới nha. Hey.
Chúng nó gọi dầu tiết đừng má. Cái đoạn ở dưới anh chưa ấy đúng không? Chưa quắt cho em đúng không? Thứ nhất là thế này. Giờ anh sẽ quắt cho em này. Thứ hai là cái gạch của em là đang để gạch thẳng hết rồi. Đâu? Anh thường là để dấu cách mà. Nó là khoảng cách. Em hiểu không? Nó là giữa hai cái ô, giữa hai cột. Và giờ mình đang đổi cái khoảng cách giữa hai ô, hai cột đấy thành dấu cách. Nó là cả một đoạn trống dài thôi, giờ mình đổi thành đoạn trống ngắn thành dấu cách thôi. Anh để... Anh đổi thành dấu cách, không phải là cách, đấy là banh. Không, chứ anh cũng bảo em là để... Là thế mà... Là đâu? Đúng không chị? Chỉ là dấu cách. Dấu cách, không là dấu cách. Sang đổi máy kia trước cho anh, để anh lấy... Em cái này đi, để anh lấy... Con chèm chèm này đúng không? Mày đã chim chưa? Để... À, vào, 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 đi làm lại với anh nhé.